Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đề nghị học theo Tây Sơn để giữ nước và trị nước. Ông Chủ tịch nước của Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc mới đây đề cao những bài học của phong trào Tây Sơn đối với điều mà ông gọi là công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Tây Sơn là phong trào khởi nghĩa nông dân của Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 18 dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Huệ, được sử sách của đất nước gọi là anh hùng dân tộc. Ông Nguyễn Xuân Phúc đưa ra đề xuất kể trên vào hồi chiều ngày 15 tháng 2 năm 2022 tại lễ khánh thành đền thờ Tây Sơn, Tam Kiệt, thờ ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ tại mảnh đất phát tích phong trào khởi nghĩa ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên và một số tờ báo khác. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại đền thờ Tây Sơn, Tam Kiệt. Ông ca ngợi những thành tích của Tây Sơn như phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, có những chính sách tiến bộ như chiêu hiền đãi sĩ, mở mang công thương, chấn hưng giáo dục, cải cách văn hóa, và cho rằng những chính sách này giúp đất nước có những bước chuyển mình sau nhiều năm bị chia cắt. Các báo Việt Nam cũng đưa tin như vậy. Cũng nhân dịp này, năm bài học về giữ nước và trị nước từ Nguyễn Huệ, tức là Hoàng đế Quang Trung, móng Phúc ca ngợi là Hoàng đế lỗi lạc, văn trị, võ công, cũng đã được ông Phúc nêu lên để các lãnh đạo Việt Nam hiện nay noi theo. Năm bài học đó, theo các bản tin của báo chí trong nước là tin ở chính mình, tin vào cơ đồ đất nước của mình, thần tốc, tức là làm gì cũng phải nhanh chóng, khẩn trương, táo bạo, quyết đoán, quyết liệt trong công việc, tận dụng thời cơ, từng cơ hội nhỏ để đạt được thắng lợi cuối cùng, chắc chắn trong hành động, phải chắc thắng thì mới đánh. Và những bài học này không những quan trọng đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ tổ quốc, mà còn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về phát triển kinh tế, xã hội cho Bình Định nói riêng và cả nước nói chung. Phát biểu của ông Phúc được báo chí trích lời. Ông cũng nói rằng tinh thần, khí chất, trí tuệ và di sản của vua Quang Trung mãi mãi trường tồn cùng dân tộc và niềm truyền cảm hứng to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong bài phát biểu của mình, ông Phúc cũng nhắc lại bài phát biểu ẩn dụ nổi tiếng của vua Quang Trung khi lên ngôi rằng đánh cho để giải tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu năm bài học từ Quang Trung, Nguyễn Huệ. Ông Chủ tịch nước của Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu chính quyền tỉnh Bình Định và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm lập đề án phát huy bền vững giá trị của đền Tây Sơn, Tam Kiệt, vốn được nhà nước xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Đền Tây Sơn, Tam Kiệt bao gồm các hạng mục như nhà tiền, bái thờ và các văn thần, võ tướng, thượng điện, thờ ba anh em Nguyễn Huệ, nhà tiền, tế thờ, thần phụ, thần mẫu và tổ tiên họ Nguyễn Tây Sơn, nhà bia, nghi môn, vân vân. Nguyễn Huệ được các sử gia đánh giá là một trong những nhân vật kiệt xuất trong lịch sử của Việt Nam, vừa có công giữ nước, vừa có tài trị nước với một loạt chính sách cải cách nhằm đưa đất nước đi lên sau thời gian dài nội chiến và loạn lạc. Ông là người đã đánh bại các thế lực phong kiến cát cứ của nhà Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn để thống nhất đất nước sau thời Trịnh Nguyễn phân tranh và lên ngôi hoàng đế vào năm Mậu Thân 1788. Trong lĩnh vực giữ nước, ông cũng được đánh giá là thiên tài quân sự khi đã dẫn quân ra Bắc đánh bại cuộc xâm lược của 20 vạn quân Thanh trong trận Ngọc Hồi - Đống Đa vào mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789. Trước đó, ông cũng đã từng đưa quân vào Nam đại phá 5 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm, Xoài Mút vào năm 1785. Vua Quang Trung ở ngôi không bao lâu thì đột ngột băng hà vào năm 1792. Nhà Tây Sơn cũng suy từ đó, sau đó bị Nguyễn Ánh đánh bại để lập nên nhà Nguyễn ở Huế vào năm 1802. Đây là hình ảnh vua Quang Trung. Mặc dù có công đánh giặc ngoại xâm, nhưng phong trào Tây Sơn cũng bị chỉ trích là truy cùng giết tận dòng tộc nhà chúa Nguyễn, trong đó có Nguyễn Ánh, và tàn sát người Hoa ở miền Nam do họ theo Nguyễn Ánh.
người dân miền Nam vào cuối thế kỷ 18 đa phần phò tá Nguyễn Ánh chống lại Tây Sơn. Ông Thủ tướng của Việt Nam cũng thăm nghĩa trang liệt sĩ trong chiến tranh với Trung Quốc. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào 26 tháng 1 năm 2022 cũng đến đài tưởng niệm Pò Hèn để thắp nhang cho các quân nhân qua đời tại cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 với Trung Quốc. Mạng báo chí của chính phủ cũng đưa tin về chuyến đi của ông Chính đến khu vực biên giới ở tỉnh Quảng Ninh. Tháp tùng trong đoàn còn có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lê Đức Thái và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Tờ báo điện tử của chính phủ Việt Nam cũng cho biết, tại nơi đây vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng 209, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh và cán bộ lâm trường Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp Móng Cái đã ngoan cường chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Các tờ báo nhà nước sau đó cũng đăng tải các bản tin tường thuật của chuyến đi nhưng không nói rõ những quân nhân này tử trận trong cuộc chiến với phía nào. Ông Phạm Minh Chính lên thăm nghĩa trang liệt sĩ trong chiến tranh biên giới sau khi có vụ binh lính Trung Quốc ném đá sang Việt Nam, khi các công nhân Việt Nam đang xây kè và hàng rào biên giới vào hồi đầu tháng 1 năm 2022. Quốc gia láng giềng cũng chặn hàng ngàn xe container chở nông sản ở các cửa khẩu để kiểm soát tốc độ lây lan của COVID-19, khiến người dân Việt Nam khốn đốn. Đây là hình ảnh hàng nghìn xe tải chở nông sản xuất khẩu bị ùn ứ tại biên giới với Trung Quốc. Trước chuyến đi của ông Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đi thăm nghĩa trang liệt sĩ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vào ngày 12 tháng 1. Hôm 8 tháng 12 năm 2021, trước khi tham dự buổi lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Hà Giang, Chủ tịch Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã lưng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Với những dữ liệu vừa nêu trên, một số nhà quan sát cho rằng mục đích chính của ông Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Hà Giang không nhằm kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh này, mà thực chất là ông Phúc muốn đến thăm nghĩa trang Vị Xuyên nhằm gửi đi một vài tín hiệu cho Bắc Kinh. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nêu nhận định của mình với đài FA vào sáng ngày 9 tháng 12 như sau. Câu hỏi thứ nhất mà tại sao ông ấy lại đi vào lúc này và sáng đi tối về luôn, không đi thăm ai hết. Ngày xưa Trung Quốc đánh Việt Nam vào ngày 17 tháng 2, trận Vị Xuyên vào ngày 12 tháng 7 như thế này, ông Phúc thăm nghĩa trang Vị Xuyên chả ăn nhầm vào đâu cả. Đấy là một tín hiệu đối với Bắc Kinh. Tín hiệu thứ nhất là Việt Nam không quên bọn xâm lược. Tín hiệu thứ hai là ông Phúc vừa Nga về, ông Phúc đã ký với Nga một số thỏa thuận về an ninh rất tốt và có quyền tin vào sự hậu thuẫn của Nga tốt hơn trong vấn đề an ninh với các hợp tác khác. Thứ ba, ông Phúc là một chính khách nên hoạt động chính đó là một tín hiệu gửi đến cho người dân, cho những người trong ban chấp hành trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và những người khác trong bộ chính trị của Đảng. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên vào hôm 8 tháng 12 năm 2021. Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 18 tháng 1 năm 1950. Vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đem quân tấn công các tỉnh dọc biên giới của Việt Nam với mục đích dạy cho Việt Nam một bài học. Hai nước trở thành kẻ thù của nhau. Đến năm 1991, hai nước Việt Nam và Trung Quốc tuyên bố bình thường hóa quan hệ theo phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt. Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Và láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của hơn 1.800 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chống bọn bành trướng Trung Quốc xâm lược từ năm 1979 cho đến tận năm 1989, kéo dài 10 năm. Nghĩa trang được xây dựng từ năm 1990 đến năm 1991 mới hoàn thành trong hoàn cảnh cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã chấm dứt và trong hoàn cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã trở lại bình thường. Vào tháng 4 năm 1979, tờ báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam ước lượng tổng thương vong của quân Trung Quốc là 62.500 người. Phía Việt Nam có hàng nghìn dân thường chết và bị thương, còn theo tạp chí Time thì có khoảng 10.000 lính Việt Nam đã bị thiệt mạng và trên 20.000 lính Trung Quốc tử vong.
Kính mời các bạn xem bản tin vì sao quan chức thời nay không dám đột phá. Trước thực trạng tham nhũng ngày càng trầm trọng đến mức độ lũng đoạn nhà nước, vì thế nhu cầu cải cách chính trị, cải cách thể chế tại Việt Nam đòi hỏi phải có những nhân tố con người bước ra khỏi lề thói cũ với bước đi đột phá. Vì sao quan chức thời nay không dám đột phá là tựa đề bài phân tích của tiến sĩ Phạm Quý Thọ về vấn đề này. Thực trạng tha hóa quyền lực trầm trọng như một hậu quả của quan chức trong bộ máy đặc quyền đặc lợi, không phù hợp với quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Đảng Cộng sản Việt Nam đặt cược cải cách chính trị vào công tác cán bộ, trong đó cần có những cán bộ đột phá trong bối cảnh bế tắc về hoạch định, thực thi chính sách và bộ máy vận hành đang ở trong tình trạng trì trệ. Đây là hình ảnh các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Quốc hội ở Hà Nội hôm 20 tháng 7. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2021, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành kết luận số 14 về đề án xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đảng đã bật đèn xanh cho quan chức đột phá, nhưng đây sẽ là chính sách khó khả thi nếu nhìn nhận từ thực tế tha hóa quyền lực qua các thế hệ trong các tiến trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường và chính sách cải cách hiện hành. Trong đó, chống tham nhũng chỉ giải quyết hậu quả. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2022, báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin hai cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cùng ba cựu lãnh đạo cấp sở đã bị cơ quan điều tra của Bộ Công an khởi tố bắt giam về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 điều 219 của Bộ Luật Hình sự vào năm 2015. Sau đó một ngày, Thanh tra Chính phủ kết luận về một loạt yếu kém, sai phạm xảy ra tại Bộ Y tế từ công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật cho đến công tác quản lý nhập khẩu thuốc men. Và vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra của Bộ Công an, điều đó cho thấy loạt cán bộ lãnh đạo tiếp theo sẽ bị trừng phạt. Một tâm lý lo sợ liệu có đến lượt mình hay không phải giải trình trước pháp luật khi chiến dịch chống tham nhũng không vùng cấm ngày càng căng thẳng bao trùm đến bộ máy vận hành, khiến nó trở nên trì trệ, trên nóng, dưới lạnh. Tha hóa quyền lực của quan chức là một quá trình diễn ra đồng thời với chuyển đổi sang kinh tế thị trường, nhưng vẫn duy trì bộ máy đặc quyền đặc lợi không phù hợp, và hậu quả là những cán bộ lãnh đạo đầy khát vọng vì dân, vì nước tự chuyển hóa thành quan chức cơ hội, tham nhũng, xấu xa. Kết luận 14 nêu trên của Bộ Chính trị đã khiến ta liên tưởng đến thế hệ của các bậc công thần khai chế độ, trong đó có các lãnh đạo dám đột phá, điển hình như cố Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Kim Ngọc, được mệnh danh là cha đẻ của khoán hộ, tạo tiền đề cho chính sách đổi mới trong nông nghiệp, và cố Bí thư tỉnh ủy Long An, ông Nguyễn Văn Chính, biệt danh là Chín Cần, được coi là phá rào, ngăn sông cấm chợ để cải thiện đời sống của người dân trong tỉnh, tạo tiền đề cho cơ chế một giá thị trường nói riêng và xóa bỏ cơ chế quản lý bao cấp nói chung. Đây là hình ảnh ông Chín Cần, tức là Nguyễn Văn Chính, nguyên Bí thư tỉnh ủy Long An, tổng chỉ huy công trình bù giá vào lương ở Long An. Họ là những lãnh đạo liền trước và sau đại đổi mới năm 1986, những người có khát vọng được cách mạng thử thách và biết chuẩn bị một thế hệ kế tục trên con đường của mình. Những nỗ lực và sự hy sinh của họ được thúc đẩy vì lợi ích chung, vì người dân hay dân tộc, xuất phát từ tình yêu, tình đoàn kết hay những biểu hiện của lòng vị tha. Động cơ thúc đẩy này trong công cuộc giải phóng dân tộc và trong những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo đóng vai trò thiết yếu đến mức mà những phẩm chất trên được coi là cao quý và họ đã xứng đáng với sự thừa nhận của xã hội và thường được ca ngợi bởi uy tín của mình. Loại động cơ thúc đẩy nêu trên vốn rất phù hợp với những nhóm nhỏ như gia đình, bạn bè, doanh nghiệp hay cộng đồng, xóm thôn. Xóm thôn nhờ hiểu biết về nhau, về sở thích hay mối quan hệ, sự thấu cảm và khả năng kiểm soát lẫn nhau, nhưng lại không thể chuyển sang phạm vi toàn xã hội hiện đại với nền kinh tế phức tạp và hệ thống thông tin liên lạc đại chúng. Đây chắc chắn là lý do không ít người tiếc nuối cho bao giờ cho đến ngày xưa
khi họ phải tương tác với người lạ trong hoàn cảnh nhiều bất trắc mà họ chưa được trang bị đủ về kiến thức và kỹ năng. Hơn thế, ý thức hệ xã hội chủ nghĩa dựa trên nền tảng tập thể, sự chia sẻ và làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu và chủ nghĩa bình quân đã triệt tiêu động lực làm việc và vì thế mức sống nghèo nàn. Đây là hình ảnh cố bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Kim Ngọc, được mệnh danh là cha đẻ của Khón Hộ, tạo tiền đề cho chính sách đổi mới trong nông nghiệp. Hệ quả là mọi người phải làm việc theo tiêu chuẩn, định mức, kế hoạch như một công cụ giám sát. Lúc này, sự cưỡng bức và nỗi sợ hãi là động cơ chính để người ta sản xuất ra cái gì đấy vì lợi ích của người khác. Chuyển nền kinh tế sang thị trường là bắt buộc để tránh sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa, như từng đã diễn ra tại Liên Xô và các nước Đông Âu từ thời gian 1989 đến năm 1991. Tuy nhiên, việc vẫn duy trì bộ máy đặc quyền đặc lợi, không có đối trọng chính trị và dựa trên sự giáo dục khiến giới lãnh đạo phải áp dụng tư tưởng thực dụng trong chính sách thử và sai. Trước hết, cho lĩnh vực kinh tế, một thế hệ kế tục sự nghiệp được lựa chọn này có thể tính từ thời cố Thủ tướng Phan Văn Khải, nhiệm kỳ 1997 cho đến năm 2006. Cầm quyền khi Liên Xô sụp đổ, họ đã nhận thấy lỗi hệ thống của mô hình Xô Viết, nhưng vẫn giữ được khí chất của kẻ sĩ, biết sử dụng ban nghiên cứu của Thủ tướng để mềm dẻo đưa các ý tưởng thị trường và chính sách của Đảng vào nỗ lực thể chế hóa trong Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai 1993, Luật Doanh nghiệp 1999, v.v. Thế hệ chuyển tiếp nêu trên đã có nhiều cống hiến cho cải cách thị trường. Họ nghiêng về kỹ trị hơn là chính trị. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phan Văn Khải, người dám sử dụng ban nghiên cứu của Thủ tướng để chế ý tưởng thị trường trong Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai năm 1993 và đặc biệt Luật Doanh nghiệp để huy động vốn tư nhân vào nền kinh tế Việt Nam và cổ phần hóa các doanh nghiệp của nhà nước. Có lẽ chính vì vậy họ thua ngay của những người liền mình trong nhiệm kỳ nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng điều hành chính phủ năm 2006-2016. Thế hệ thứ ba này được sản sinh bởi một chính sách thực dụng trong môi trường thiếu vắng cơ chế kiểm soát quyền lực và cần thiết và hiệu quả. Họ bị chỉ trích là những lãnh đạo quyết liệt đến mức có thể ngay lập tức giải thể ban nghiên cứu của Thủ tướng năm 1996 cho đến năm 2006, mặc dù hiểu mù mờ về kinh tế thị trường. Nói những cái lời có cánh về chủ nghĩa xã hội nhưng tự tha hóa mình về mặt con người. Họ cầm quyền vào thời điểm quyền lực rất nhiều màu, tăng trưởng nhanh và tích lũy tài sản cho cá nhân, gia đình và thân hữu để hình thành nên một tầng lớp thống trị hữu sản giàu có. Và về thực chất, đây là các quan chức tha hóa về quyền lực, biến chất thành những kẻ cơ hội chính trị. Hậu quả là sự tranh giành quyền lực đã xảy ra căng thẳng trong nội bộ, giữa đảng và chính phủ, giữa tổng bí thư và thủ tướng, v.v. Đặc điểm này bị chi phối bởi các chính sách cải cách hiện nay của đảng khi nhận định bộ phận quan chức trên là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Chiến dịch đốt lò, chống tham nhũng, tiêu cực, chỉnh đốn và xây dựng đảng dựa trên việc tập trung quyền lực vào đảng mạnh mẽ. Chính sách như vậy có xu hướng khôi phục mô hình chuyên chế hơn là thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực chính trị theo hướng dân chủ. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính liệu có dám đột phá vào hệ thống chính trị hiện nay hay không? Bị níu kéo bởi ý thức hệ chủ nghĩa xã hội, giáo điều, các lãnh đạo của Đảng Việt Nam đã bỏ qua một tiên đề cơ bản về cách ứng xử của con người là bản năng thường hành động vì tư lợi. Động cơ này được thúc đẩy bởi thị trường, con người có thể trông chờ được trả công đầy đủ vì những gì mà họ cho là người khác, như một hiệu ứng phụ từ chính sách, sự ích kỷ của họ. Tuy nhiên, mãnh lực thị trường cũng khiến mặt trái của chủ nghĩa cơ hội phát tác. Vì vậy, vấn đề ở đây là quyền lực quan chức cần phải bị ràng buộc như thế nào để tham nhũng, tiêu cực nằm trong vòng kiểm soát. Đó chính là chức năng cơ bản của thể chế. Rõ ràng, để quan chức dám đột phá, kết luận 14 của Bộ Chính trị mới chỉ là bật đèn xanh cho cơ chế giải tỏa phần nào sức ép tâm lý, sợ hãi bị trừng phạt. Nhưng để có những ý tưởng và hành động đột phá cần thiết thì phải có môi trường nuôi dưỡng ý tưởng tự do, táo bạo và sáng tạo và tính tự chủ
cho người dân nói chung và cho quan chức nói riêng, được thể chế hóa và thúc đẩy bởi động cơ thị trường, đồng thời với việc kiểm soát quyền lực có hiệu quả. Như cơ chế trách nhiệm, giải trình công vụ minh bạch, dân chủ và hơn thế là đối trọng chính trị. Bởi vậy, thiết nghĩ cần có một quyết định đột phá từ bên trên, từ trung ương, thay vì chỉ gợi ý cơ chế có điều kiện cho thử nghiệm ở cấp địa phương.